Có nói năm chi phần của việc sắc sanh, vậy có các chi phần của việc nói dối hay không? Ví dụ như chúng ta hứa một lời hứa một người nào đó nhưng vì nguyên nhân thứ nhất là khách quan khiến cho không giữ lời hứa được. Thứ hai là cố tình không muốn giữ lời hứa hoặc mặc dù lúc ta hứa thì ta không có ý nói dối. Trong hai trường hợp đó, trường hợp nào phạm nghiệp nói dối hay không? Thì xin thưa, trong hai trường hợp đó không có trường hợp nào phạm vào nghiệp nói dối. Nhưng mà nó phạm vào một cái nghiệp khác, tức là không giữ lời hứa. Nhưng mà cái nào là cái đó? Nói dối là nói dối mà không giữ lời hứa, không giữ nó ra không giữ lời hứa. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói đến là có những người đó họ làm ăn mua bán nó thành công, nhưng cũng có những người họ làm ăn mua bán mà bị thất bại. Tại sao như vậy? Với những người đó mà họ đã hứa đó mà họ không có giữ lời đó thì cái nghiệp nó sẽ khiến cho khi họ làm ăn mua bán nó sẽ bị thất bại. Còn cái người mà họ hứa mà họ giữ lời đó thì cái nghiệp nó sẽ cho cái quả, đó là khi họ làm ăn mua bán nó sẽ thành công. Cho nên nó lại có một cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ nữa, tức là chúng ta muốn tạo cái nghiệp thành công khi mà chúng ta làm ăn kinh doanh ở đời đó thì chúng ta hứa phải giữ lời. Còn nếu chúng ta hứa mà không giữ lời đó thì chúng ta sẽ tạo một cái nghiệp là sau này khi chúng ta làm ăn mua bán kinh doanh ở thế gian chúng ta sẽ chịu nhiều thất bại.